Cơ thể của Baki dường như đã nói với cậu ấy làm thế nào để đối phó, không ngừng tránh né, không ngừng tấn công, không còn đánh loạn xạ như lúc trước nữa. Dường như Baki đã biến thành một chú chim với chiếc mỏ nhọn, con bọ ngựa hung dữ đang sợ hãi lùi lại phía sau. Ánh mắt của Baki vẫn luôn nhìn lên, nhưng bây giờ lại đang hướng xuống dưới. Cuối cùng Baki cũng chiến thắng trong cuộc đấu với bọ ngựa.